Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thông tin ngày mới sáng thứ Bảy ngày 1 tháng 4 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Ngay sau đây là những nội dung nổi bật có trong chương trình Thông tin ngày mới hôm nay. Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình hoạt động của Ban Nội chính và Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hội An tích cực chuẩn bị cho hội thi hợp xướng quốc tế lần thứ 7 Việt Nam Hội An năm 2023. Du lịch Lào Cai có sự phục hồi mạnh mẽ. Thưa quý vị, sáng qua, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Nội chính Trung ương, chủ trì hội nghị trực tuyến về tình hình kết quả hoạt động của các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy trong quý I và ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ khi thành lập đến nay, thông qua phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2023. Tại Quảng Nam, đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và Trưởng ban Nội chính tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hà dự hội nghị. Trong quý I, các địa phương đã khởi tố mới 512 vụ án trên 1.283 bị can phạm tội về tham nhũng. Số vụ án có cán bộ đảng viên bị khởi tố do hành vi tiêu cực là 225 vụ án trên 835 bị can. Ban chỉ đạo, thường trực Ban chỉ đạo cấp tỉnh đã chỉ đạo rà soát, quyết định đưa 327 vụ án, 179 vụ việc tham nhũng tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm trên địa bàn vào diện Ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo. Ban nội chính các tỉnh thành ủy đã phát huy tốt vai trò cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo cấp tỉnh, chủ động tham mưu thực hiện hoàn thành nhiều công việc quan trọng, phục vụ triển khai hoạt động của Ban chỉ đạo. Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan ở địa phương, nghiên cứu tham mưu thành lập Ban chỉ đạo theo quy định số 67 QĐTU, xây dựng ban hành quy chế làm việc, quyết định phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo, chương trình công tác năm và các quy định, quy trình công tác năm của Ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo cấp tỉnh cũng nhận được nhiều đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo về tham nhũng tiêu cực của công dân. Ban chỉ đạo đã chỉ đạo Ban nội chính các tỉnh ủy, thành ủy tập trung nghiên cứu, tham mưu xử lý và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết trả lời công dân theo quy định, nhất là các khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài. Sáng qua, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng chủ trì hội nghị giao ban mặt trận các tổ chức chính trị xã hội quý I thông qua nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023. Trong quý I, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội tỉnh triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao theo chương trình công tác năm 2023, tăng cường kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết triển khai thực hiện chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2023. Tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Đất đai sửa đổi lần thứ 2, tham mưu chỉ đạo Đại hội Hội nông dân, Công đoàn cấp cơ sở xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội điểm Hội nông dân, Công đoàn cấp huyện nhiệm kỳ 2023-2028. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan, đơn vị và dự báo tình hình trong thời gian đến sẽ gặp nhiều khó khăn, đề nghị. Ngoài công việc thường xuyên theo dõi chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức trong thời gian đến, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, gồm tiếp tục đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước có liên quan đến công tác dân vận, mặt trận, đoàn thể. Tập trung xây dựng sức mạnh đại đoàn kết trong nhân dân, bám sát chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh để tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt, đảm bảo mục tiêu kế hoạch đề ra. Tập trung làm tốt công tác an sinh xã hội, quan tâm đến đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người lao động gặp khó khăn, chú trọng xây dựng, nâng cao chất lượng sinh hoạt đoàn hội, tăng cường công tác xây dựng đảng, chính quyền. Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng, hội nghị đã tập trung thảo luận 7 nhóm nội dung trọng tâm của quý II năm 2023. Sáng qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức họp hội đồng xét đề nghị tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 16 năm 2023. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì buổi làm việc. Trong lần này, hội đồng tiến hành bỏ phiếu xét chọn danh hiệu Nhà giáo ưu tú cho 7 giáo viên là cô giáo Phan Thị Sáu, hiệu trưởng trường Mẫu giáo Điện Phong, thị xã Điện Bàn, cô giáo Đặng Thị Thuận, giáo viên trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, Hiệp Đức, thầy giáo Nguyễn Cao Văn, giáo viên trường trung học cơ sở Phan Bội Châu, Đại Lộc, thầy giáo Nguyễn Đức Nghiễm, giáo viên trường trung học cơ sở Phan Bá Phím, Núi Thành, cô giáo Phan Thị Bích Liễu, giáo viên trường trung học cơ sở Lý Thường Kiệt, thành phố Tam Kỳ, thầy giáo Nguyễn Tự Lực, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Tam Kỳ và cô giáo Nguyễn Thị Vân, giáo viên trường trung học phổ thông Hồ Nghinh.
Sau khi tiến hành bầu chọn bằng cách bỏ phiếu kín, có 4 nhà giáo được đề nghị tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú là cô giáo Phan Thị Sáu, thầy giáo Nguyễn Cao Văn, cô giáo Phan Thị Bích Liễu và cô giáo Nguyễn Thị Vân. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ trình các cấp có thẩm quyền công nhận danh hiệu nhà giáo ưu tú cho các giáo viên trên. Sáng qua, Sở Giáo dục Đào tạo tổ chức hội nghị tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học năm học 2022-2023. Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học diễn ra tại huyện Bắc Trà My và Núi Thành từ ngày 6 tháng 3 đến ngày 25 tháng 3. Hội thi thu hút hơn 140 giáo viên của 18 huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh. Trong đó, môn cơ bản có 50 giáo viên, môn tiếng Anh 25, môn giáo dục thể chất 20, mỹ thuật 16, âm nhạc 19 và môn tin học 12. Các giáo viên dự thi gồm 2 phần, thực hành tiết dạy và báo cáo các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục. Qua hội thi, giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học đã tạo khí thế thi đua dạy tốt, học tốt trong các nhà trường, tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, đồng thời tạo điều kiện để giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục giao lưu, thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy, tổ chức lớp học, khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả, phương tiện, đồ dùng học tập, thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018. Qua chấm chọn có 135 giáo viên được Sở Giáo dục Đào tạo công nhận đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Ngoài ra, Sở Giáo dục Đào tạo còn khen thưởng cho 74 giáo viên đoạt giải, bao gồm 7 giải nhất thuộc về các địa phương Tiên Phước, Đại Lộc, Tam Kỳ, Núi Thành, Phú Ninh, Duy Xuyên, Hội An, 14 nhì, 21 ba và 32 khuyến khích. Thực hành các kiến thức liên môn thông qua những trải nghiệm thực tế không chỉ giúp học sinh vận dụng kiến thức một cách nhuần nhuyễn mà còn giúp các em kiến tạo thêm nhiều kỹ năng, năng lực. Đây là cách mà hệ thống giáo dục Skyline đã và đang làm tại tuần lễ công dân nhỏ 2023 vừa diễn ra. Trong tuần lễ công dân nhỏ 2023, học sinh các khối lớp tại Skyline đã có nhiều trải nghiệm và hoạt động lý thú tại Skyline Hill, Hội An. Tại đây, các em được trải nghiệm thực hành kiến thức liên môn, dã ngoại, giao lưu văn hóa, văn nghệ. Ở bậc mầm non, các bé mầm non tham gia chuỗi các hoạt động hành trình hạnh phúc, tạo niềm vui thông qua các trò chơi học tập gắn kết tập thể. Các khối tiểu học thông qua chủ đề trải nghiệm hạnh phúc, học sinh cùng nhau tham gia nhiều các hoạt động tập thể, năng khiếu, khoa học sáng tạo, những vật dụng hữu ích cho cuộc sống từ các vật liệu tái chế, thử thách thấu cảm, cân bằng, năng lực số và bồi dưỡng tâm hồn với hoạt động vì cộng đồng. Trong khi đó, tuần lễ công dân khối trung học với chủ đề mỗi ngày là một mảnh ghép tạo nên hạnh phúc, bao gồm chuỗi hoạt động trải nghiệm bổ ích như thử thách giải mật thư, tìm giáo đi đường, làm vật dụng sinh tồn, đánh trận chiếm đồn, chế tạo vật phẩm sinh tồn như thuyền, mái chèo, phao cứu sinh để chèo thuyền, bơi vượt sông và thực hiện các nhiệm vụ cứu hộ sơ cứu, chạy việc giả thử thách với các chướng ngại vật. Chiều qua, hội thi tuyên truyền viên giỏi về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2023 do Bảo hiểm xã hội Quảng Nam tổ chức diễn ra sôi nổi với sự tham gia tranh tài của 34 tuyên truyền viên trên toàn tỉnh. Đây là hoạt động đặc trưng riêng có của Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam nhằm tạo sân chơi bổ ích và phát hiện, bồi dưỡng đội ngũ tuyên truyền viên giỏi trong công tác tuyên truyền. Hội thi tuyên truyền viên giỏi về chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2023 với sự tham gia của 34 tuyên truyền viên thuộc hai khối gồm khối cơ quan bảo hiểm xã hội và tổ chức dịch vụ thu. Ngay sau lễ khai mạc, các thí sinh bước vào tranh tài với các phần thi hấp dẫn, phong phú, xoay quanh chủ đề tuyên truyền và phổ biến chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, khẳng định giá trị nhân văn, nhân đạo sâu sắc của chính sách an sinh xã hội của Đảng và nhà nước, tuyên truyền, vận động, cổ vũ, hướng dẫn người lao động và mọi người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình theo quy định của luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động, bảo hiểm y tế toàn dân. Ban giám khảo sẽ chấm điểm theo 3 phần gồm công tác chuẩn bị, thuyết trình và trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Hội thi được tổ chức nhằm bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho đội ngũ tuyên truyền viên làm công tác tuyên truyền bảo hiểm xã hội cấp huyện và các tổ chức dịch vụ thu tại các địa phương, nhân rộng các hình thức, phương pháp và nội dung tuyên truyền hay, hiệu quả, đồng thời phát hiện và bồi dưỡng đội ngũ tuyên truyền viên giỏi. Qua đó, góp phần hướng tới hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ năm 2023 và những năm tiếp theo. Theo kế hoạch, hội thi sẽ bế mạc và trao giải vào chiều ngày 1 tháng 4 năm 2023.
Chiều qua, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh long trọng tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh, mộ Hồ Học, di tích lịch sử, mộ cụ Hồ Học tọa lạc tại thôn Ngọc Tú, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh. Dự lễ có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội đồng gia tộc Hồ Đức. Cụ Hồ Học còn có tên gọi khác là Hồ Đức Phước, sinh năm 1837, mất năm 1887. Ngay từ nhỏ, ông được đánh giá là người có tư chất thông minh, sớm bộc lộ tinh thần yêu nước, đấu tranh chống cường hào, áp bức, chống lại chế độ thực dân. Cuộc đời của ông gắn liền với các giai đoạn đấu tranh của quê hương, đặc biệt là phong trào Nghĩa hội Quảng Nam. Năm 1884, tiến sĩ Trần Văn Dư được bổ nhiệm là sứ Sơn Phòng Dương Yên. Tháng 7 năm 1885, hưởng ứng chiếu Cần Vương chống Pháp của vua Hàm Nghi, Nghĩa hội được thành lập. Tiến sĩ Trần Văn Dư được tôn làm hội chủ. Hồ Học tham gia Nghĩa hội Quảng Nam, giữ chức tán lý quân lương. Ông cùng với nhân dân, sĩ phu trong huyện tích cực tích lũy, lương thảo xây dựng căn cứ, chuẩn bị nhân vật lực tham gia chống Pháp. Ngày 29 tháng 1 năm 1886, khoảng 500 lính Pháp và lính Nam Triều tấn công căn cứ Nghĩa hội tại Nà Lâu, Tiên Phước. Khi quân địch tiến công đến địa phận xã Tam Dân thì bị Nghĩa hội bao vây, đánh bại. Căn cứ Nghĩa hội được bảo vệ an toàn. Hồ Học cùng với Nghĩa hội cũng đã tham gia nhiều trận đánh lớn. Hồ Học hy sinh ngày 21 tháng 4 năm 1887. Ngày 5 tháng 1 năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành quyết định số 41 về xếp hạng 10 di tích được công nhận di tích cấp tỉnh, trong đó có di tích mộ Hồ Học, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh. Việc xếp hạng di tích cấp tỉnh mộ Hồ Học là cơ sở để bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa di tích này, tri ân công lao to lớn của ông đối với việc xây dựng quê hương, tham gia các phong trào yêu nước vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, góp phần giáo dục tinh thần yêu nước cho thế hệ hôm nay. Lễ hội văn hóa thể thao miền biển huyện Thăng Bình năm 2023 diễn ra tại bãi biển thôn Duy Hà, xã Bình Dương vào chiều ngày 31 tháng 3. Sau khi tiến hành cắm trại và khai mạc hội trại, lễ hội đã bắt đầu diễn ra các môn thi mang đậm dấu ấn của văn hóa miền biển. 2 giờ chiều ngày 31 tháng 3, diễn ra lễ khai mạc hội trại Thăng Bình Khát vọng vươn khơi. Có 21 trại gồm 17 thôn và 4 trại xã tham gia. Trên 750 trại sinh là những gương mặt tiêu biểu đại diện cho cán bộ và nhân dân 17 thôn thuộc 4 xã ven biển Bình Dương, Bình Minh, Bình Nam và Bình Hải tham dự. Hội trại lần này là dịp để tăng cường tình đoàn kết, giao lưu văn hóa giữa các địa phương ven biển, đồng thời tạo không khí vui tươi, phấn khởi ra quân đánh bắt hải sản. Đây cũng là hoạt động kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng quê hương Thăng Bình 26 tháng 3, kỷ niệm 64 năm ngày Bác Hồ về thăm làng cá, 77 năm ngày Thể thao Việt Nam 27 tháng 3. Hội trại đã diễn ra các môn thi, đăng lưới, kéo co và đưa nước về nguồn, thu hút rất đông du khách và người dân đến xem. Mình có những cái phong trào rất là hoành tráng, sau những năm dịch nên là tôi thấy như đây là rất là hoành tráng, rất là đẹp mát và lâu cúng cho bọn tôi. Đầy mấy tiếng đồng hồ tôi tỏ thấy đẹp. Và có thể bọn tôi ở lại xem văn nghệ xong rồi mới về. Và tôi cũng trông được cái thỏa kinh khí cầu. Ngày xưa là lúc trước đây là ở Đà Nẵng mới có, chứ không phải ở Quảng Nam mình. Nhưng bây giờ đã được về Quảng Nam mình, tôi thấy rất là hoành tráng, rất là hoan nghênh. Ngoài ra, lễ hội tiếp tục diễn ra các hoạt động thể thao như lắc thúng, bóng chuyền nam nữ, kéo co, văn nghệ quần chúng. Ngoài ra còn các hoạt động trại, trò chơi lớn, trò chơi dân gian. Điểm nhấn của lễ hội là lễ chào cờ, đặc biệt với lá cờ Tổ quốc 1.800 m², với sự tham gia của 1.500 đến 2.000 người dân địa phương vào sáng ngày 1 tháng 4, cùng với kinh khí cầu bay quanh lá cờ. Sau nhiều năm tạm ngưng hoạt động văn hóa thể thao và dịch bệnh, lễ hội văn hóa thể thao miền biển lần này sẽ là lựa chọn lý tưởng trong hành trình du lịch của du khách khi đến với quê hương Thăng Bình, cũng là dịp để quảng bá thắng cảnh văn hóa truyền thống, tiềm năng du lịch biển của huyện, đồng thời tăng cường tình đoàn kết giữa các thôn, các địa phương ven biển. Chuyển sang các tin tức quan trọng trong nước, lễ hội bánh mì Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức đã khai mạc vào chiều tối ngày 30 tháng 3 tại thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện thu hút hàng nghìn người dân, du khách trong và ngoài nước tham quan, thưởng thức hàng trăm loại bánh mì, tìm hiểu, trải nghiệm làm bánh mì. Món ăn bình dân của Việt Nam đã được bình chọn trong top 10 món ăn đường phố ngon nhất thế giới. Lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ nhất diễn ra tại Nhà văn hóa Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ hơn 120 gian hàng của các đơn vị, nhà hàng, tiệm bánh mì, nhà cung cấp hàng đầu tại thành phố Hồ Chí Minh và cả nước.
hàng trăm loại bánh mì, mặn, ngọt với trên 100 món ăn kèm bánh mì, giúp khách tham quan thỏa thích thưởng thức món bánh mì Việt Nam, đa dạng hình thức, đủ các vùng miền. Từ bánh mì pate chả, thịt nguội truyền thống, tới bánh mì thịt nướng, bánh mì xíu mại, bánh mì bì, bánh mì que, bánh mì cá. Trong ngày khai mạc, bánh mì ra tới đâu, khách hàng mua hết đến đó. Cái gian hàng hôm nay thì em chỉ dự định là chuẩn bị khoảng 500 phần. Nhưng mà tới hiện tại bây giờ là bên em đã 600 phần bánh đã được đưa ra. Tạm thời cái quầy hàng của em đã hết sạch bánh để phục vụ. Thì với cái quy mô, cái không gian hiện tại á, thì em nghĩ là ngày mai, ngày kia em sẽ chuẩn bị 1.000 phần để đáp ứng nó đủ tiêu chuẩn cho khách hàng ở đây. Ngoài hoạt động mua bán, thưởng thức bánh mì, lễ hội bánh mì còn hút khách với nhiều hoạt động quảng bá món bánh mì Việt Nam như bánh mì khổng lồ, tiệm bánh mì xưa và nay để du khách check-in. Khách tham quan trong và ngoài nước còn được trải nghiệm những cách làm bánh mì, tự chế biến bánh mì. Bánh mì từ chỗ là món ăn du nhập phương Tây đã trở thành món ăn đặc trưng của người Việt Nam, được cả bạn bè quốc tế ưa chuộng. Chắc chắn là em phải giới thiệu với bạn bè món bánh mì, tại đối với em thí dụ bánh mì rất là tiện lợi, ví dụ mình đi sáng đi ăn hay đi làm sớm hay gì đó, mình có thể dễ dàng mua bánh mì mình mang đi ăn sáng, vừa ngon vừa nhanh. Bánh mì không đơn thuần là một món ngon mà đã trở thành một phần trong đời sống ẩm thực của người Việt, cùng với các món ăn đặc trưng khác để tạo nên giá trị ẩm thực mang tầm vóc quốc gia. Lễ hội bánh mì Việt Nam diễn ra từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 2 tháng 4 tại thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, trong 3 tháng đầu năm 2023, tổng lượng khách đến Lào Cai đạt khoảng 2 triệu lượt khách, tăng 316% so với cùng kỳ năm 2022. Những kết quả đã đạt được cho thấy ngành du lịch ở tỉnh Lào Cai đã có sự phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19. Theo đó, trong tổng lượng khách đến địa phương có 87.000 lượt khách quốc tế và trên 1,9 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 5.846 tỷ đồng, bằng 28,6% so với kế hoạch năm, tăng 242% với lũy kế cùng kỳ năm 2022. Trong tháng 3 năm 2023, lượng khách quốc tế đến với Lào Cai tăng so với tháng trước là do Việt Nam và Trung Quốc chính thức tổ chức hoạt động đón khách du lịch theo đoàn kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2023. Theo đó, lượng khách quốc tế đến với Lào Cai đạt 41.200 lượt, tăng 27% so với tháng trước. Hiện nay, tỉnh Lào Cai cũng đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để tổ chức các hoạt động kỷ niệm 120 năm du lịch Sapa, hứa hẹn sẽ tạo thêm một điểm nhấn du lịch quan trọng trong năm 2023. Tôi hôm nay cũng đã có những cái trải nghiệm rất là đặc biệt khi tôi khám phá và tìm hiểu về các dân tộc thiểu số đang sinh sống tại cái tỉnh này, đặc biệt ở thành phố Sapa, nơi mà rất nhiều người nước ngoài đang muốn tới. Tôi hy vọng rằng là trong thời gian tới, sau khi chúng ta đã chiến thắng đại dịch COVID thì Sapa sẽ tiếp tục thu hút nhiều khách du lịch trong nước và nước ngoài. Để tiếp tục kích cầu du lịch, tỉnh Lào Cai hiện đang tích cực xúc tiến các hoạt động hợp tác du lịch quốc tế, tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ du lịch và chất lượng các dịch vụ du lịch trên địa bàn. Hiện nay thì nhân lực của ngành du lịch Lào Cai đang thiếu hụt một cách nghiêm trọng. Tôi chỉ lấy đơn cử là trong cái lĩnh vực hướng dẫn viên thì chúng tôi đang thiếu hụt khoảng 700 hướng dẫn viên. Trong lĩnh vực lưu trú thì chúng tôi đang thiếu hụt khoảng 6.500 lao động. Và trong các lĩnh vực dịch vụ khác thì chúng tôi đang thiếu hụt khoảng 7.500 lao động. Để ngành du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn theo đúng cái tinh thần của nghị quyết 08 thì chúng tôi có hai cái đề xuất kiến nghị. Thứ nhất là đề xuất kiến nghị giữa các bộ, đó là Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần phải nghiên cứu đề xuất với chính phủ ban hành một cái chương trình quốc gia trong đào tạo bồi dưỡng nhân lực về ngành du lịch, và trong đó cần có những cái chính sách ưu tiên đối với lĩnh vực này. Hiện tại trên địa bàn tỉnh Lào Cai có 1.439 cơ sở lưu trú, toàn tỉnh có 35 khu điểm du lịch và 2.436 cơ sở dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch. Thưa quý vị, từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 4 năm 2023, tại thành phố Hội An sẽ diễn ra Hội thi Hợp xướng Quốc tế lần thứ 7 Việt Nam-Hội An năm 2023. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho hội thi đã được đơn vị chủ nhà thành phố Hội An hoàn thành. Hy vọng đây sẽ là cơ hội tốt để quảng bá hình ảnh đất và người xứ Quảng và giao lưu văn hóa nghệ thuật quốc tế. Sau 3 năm gián đoạn vì đại dịch COVID-19, Hội thi Hợp xướng Quốc tế Việt Nam-Hội An 2023 đã trở lại với thành phố Hội An xinh đẹp.
Đây là cuộc hội ngộ của những người yêu nghệ thuật hợp xướng, là dịp giao lưu, trao đổi về âm nhạc, đồng thời qua đó tăng cường sự hiểu biết về văn hóa giữa các dân tộc, tăng cường mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết và hợp tác giao lưu quốc tế. Với vai trò là chủ nhà của hội thi, thành phố Hội An đã có sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, các trang thiết bị âm thanh, ánh sáng hiện đại, theo đúng tiêu chuẩn nhằm mang lại cho các nghệ sĩ biểu diễn và công chúng những trải nghiệm âm nhạc tuyệt vời nhất trong những ngày hội thi diễn ra. Hiện nay thì công tác chuẩn bị đã cơ bản xong, thì thành phố cũng rất là tập trung trong cái việc là chuẩn bị các cái điều kiện đảm bảo về cơ sở vật chất để đảm bảo cho hội thi diễn ra một cách thành công và hiệu quả nhất. Trong đó thì chúng tôi cũng rất là đặc biệt quan tâm đến cái chất lượng của các cái địa điểm tổ chức và biểu diễn của các cái nghệ sĩ, cũng như là đảm bảo các cái phương tiện đi lại ăn ở để tạo cái sự yên tâm và thoải mái nhất khi các cái nghệ sĩ đến Hội An để tham gia biểu diễn. Và Hội An cũng đang nỗ lực để tập luyện các cái đội để tham gia trong cái chương trình khai mạc, cũng như là các em học sinh để tham gia biểu diễn và dự thi trong cái hợp xướng lần thứ 7 này. Hội thi hợp xướng quốc tế lần thứ 7 năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 4 năm 2023 tại thành phố Hội An, với sự tham gia của 18 đoàn hợp xướng đến từ 7 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam, với trên 600 nghệ sĩ tranh tài ở nhiều hạng mục của loại hình hợp xướng, hứa hẹn mang đến cho khán giả những giây phút thăng hoa cùng âm nhạc. Đây là lần thứ 3 mà em đã được tham gia hội thi hợp xướng quốc tế và em cảm thấy rất là vui và tự hào. Mặc dù việc học trên trường của em có rất là căng thẳng, nhưng mà nhờ sự giúp đỡ của gia đình, quý thầy cô của trường Trung học Phổ thông Trần Quý Cáp cũng như là cô chú bên Trung tâm Văn hóa thành phố Hội An đã tạo điều kiện hết sức có thể để em có thể tham gia tốt phần thi lần này. Và dưới sự hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo, tận tâm của nghệ sĩ ưu tú thầy Đinh Xuân Đề đã đưa làn điệu dân ca bài chòi chuyển thể thành hợp xướng quốc tế, nên em nghĩ rằng đây sẽ là một tiết mục mà có thể gây ấn tượng mạnh với ban giám khảo và cũng như có thể đem tới giao lưu với lại bạn bè quốc tế ạ. Cháu cảm thấy vui và tự hào khi được tham gia cuộc thi hợp xướng quốc tế lần này, vì đây là lần đầu tiên nên cháu cảm thấy còn hơi bỡ ngỡ, nhưng sau thời gian tập luyện cùng các bạn, cháu cảm thấy tự tin hơn. Cháu cùng các bạn quyết tâm thể hiện mình thật tốt trong hội thi lần này, và đây cũng là dịp để quảng bá hình ảnh văn hóa của con người Việt Nam. Cháu xin chúc hội thi thành công tốt đẹp. Việc tổ chức hội thi là dịp để lan tỏa, trao đổi kinh nghiệm của loại hình nghệ thuật độc đáo giữa Việt Nam với các quốc gia trên thế giới, đồng thời gắn kết tình hữu nghị và giao lưu văn hóa giữa các quốc gia. Qua hội thi lần này thì chúng tôi cũng rất là mong muốn là có cái sự giao lưu văn hóa giữa các nước với nhau, và thông qua đó thì có thể quảng bá cái hình ảnh Hội An, Quảng Nam đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Mảnh đất Hội An xinh đẹp, hiếu khách đã sẵn sàng để chào đón tất cả các nghệ sĩ, đoàn hợp xướng trong nước và quốc tế để cùng nhau dệt nên một mùa xuân nghệ thuật đa dạng, trong thống nhất, hòa quyện giữa tình yêu âm nhạc, thiên nhiên và con người, tại vùng đất nổi tiếng thuần hậu ở miền Trung Việt Nam. Mời quý vị cùng đến với một câu chuyện thế giới. Thưa quý vị, tạp chí du lịch quốc tế nổi tiếng Condé Nast Traveler mới đây đã giới thiệu tới độc giả 10 điểm đến du lịch rẻ nhất châu Á trong năm 2023, và Việt Nam cũng nằm trong danh sách này. Giới thiệu về Việt Nam, Condé Nast Traveler viết: Việt Nam có rất nhiều điều bất ngờ cho du khách, như những ruộng bậc thang siêu thực, những ngôi đền đẹp và khoảng 3.000 km bờ biển nhiệt đới. Đường Hồ Chí Minh sẽ đưa bạn đi qua chặng đường lịch sử của đất nước. Trong khi đó, một loạt các quán bar và nhà hàng ấn tượng sẽ mang đến cho bạn hương vị ẩm thực và văn hóa địa phương. Bên cạnh đó, những ngọn núi, đá vôi hùng vĩ cùng những hang động, hố sụt và những vùng nước xuyên qua thung lũng là những cảnh đẹp mà bạn phải tận mắt chứng kiến. Trong danh sách còn có những cái tên khác như Lào, Indonesia, Myanmar, Bhutan. Cơ quan quản lý City of London Corporation ngày 30 tháng 3 đã thừa nhận thủ đô London của nước Anh không còn là thành phố duy nhất giữ vị trí dẫn đầu trong số các trung tâm tài chính toàn cầu. Hiện thành phố New York của Mỹ đã thăng hạng từ vị trí thứ 2 lên ngang hàng với London do ngày càng có nhiều công ty niêm yết tại thị trường Mỹ. Kết luận được Cơ quan Quản lý Thị trường Tài chính ở London đưa ra sau cuộc khảo sát thường niên đánh giá hoạt động các trung tâm tài chính toàn cầu. Theo đánh giá mới nhất này,
điểm tổng thể năng lực cạnh tranh của London là 60 điểm, tăng từ 59 điểm vào năm 2022, nhưng số điểm của New York đã vươn lên mạnh mẽ để ngang bằng với London. Trong khuôn khổ Liên hoan phim thực tế quốc tế 2023 đang diễn ra tại thủ đô Paris, công chúng Pháp có dịp được xem 20 bộ phim tài liệu do các đạo diễn trẻ Việt Nam thực hiện và được trình chiếu trong một chương trình đặc biệt mang chủ đề Cuộc phiêu lưu của Varan Việt Nam. Những đứa trẻ trong sương của đạo diễn trẻ Hà Lệ Diễm, ước mơ làm công nhân của đạo diễn Trần Phương Thảo, chuyến đi cuối cùng của chị Phụng, của đạo diễn Nguyễn Thị Thắm, chỉ là 3 trong số 20 bộ phim tài liệu của Việt Nam được giới thiệu ở Liên hoan phim thực tế quốc tế 2023 đang diễn ra tại thủ đô Paris của Pháp. Bằng phong cách làm phim hiện đại với trải nghiệm của điện ảnh trực tiếp, âm thanh đồng bộ và hạn chế tối đa lời bình, các bộ phim cuốn hút khán giả bằng sự đồng cảm với các nhân vật. Các bộ phim phản ánh cuộc sống và những tâm tư tình cảm của các cá nhân hoặc cộng đồng dân cư thuộc nhiều thành phần trong một xã hội Việt Nam mở cửa và phát triển nhanh chóng. Thông qua đó, các nhà làm phim trẻ mong muốn nói lên khát vọng vươn lên trong cuộc sống của những người dân Việt Nam bình dị. Sau mỗi buổi chiếu, 6 nhà làm phim đã có những buổi tọa đàm gặp gỡ công chúng tại Pháp. Thông tin vừa rồi đã khép lại một câu chuyện thế giới. Tiếp tục chương trình, chúng ta cùng đến với dự báo thời tiết ngày hôm nay. Thành phố Tam Kỳ mây thay đổi, ngày nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, độ ẩm từ 74 đến 97%, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Thành phố Hội An mây thay đổi, ngày nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm từ 74 đến 95%, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Thị xã Điện Bàn mây thay đổi, ngày nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm từ 70 đến 95%, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Thị trấn Núi Thành mây thay đổi, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm từ 70 đến 97%, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Thị trấn Trà My mây thay đổi, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, chiều có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, độ ẩm từ 68 đến 99%, gió nhẹ. Thị trấn Thành Mỹ mây thay đổi, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, chiều có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh, đêm không mưa, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, độ ẩm từ 68 đến 98%, gió nhẹ. Thị trấn Brau mây thay đổi, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, chiều có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, độ ẩm từ 70 đến 98%, gió nhẹ.